trứng và vỏ vỏ thùng nuôi là bằng thùng bìa luôn, thùng bìa. Thế nuôi để thu hoạch thương phẩm, làm dế trứng thường thì cánh dài trùm hết lưng thì sẽ thu hoạch làm dế trứng thương phẩm, còn dế non hơn chưa mọc cánh thì thu hoạch để làm dế thịt hoặc là dế trục. Dế thái thường là con to nuôi trên 30 ngày là thu hoạch, giống này là nuôi ngắn ngày, trứng dế nở rất nhiều, rất đều, mỗi một con dế có thể đẻ ra vài trăm quả trứng. Đây là một mô hình chăn nuôi với số vốn đầu tư thấp nhưng mà thu lãi nhanh, quay vòng rất là nhanh. Vốn đầu tư chi phí để nuôi dế chỉ vài triệu đồng, đấy là ở mức trung bình. Bà con mua giống tại trang trại Thanh Xuân thì sẽ được trang trại thu mua lại sản phẩm đầu ra lâu dài. Bà con mua giống một lần, sau đó tự mình nhân giống ra từ lứa ngay lứa tiếp theo, không phải đi mua giống nữa. Trang trại Thanh Xuân có các gói để bà con mua giống với mức tiết là từ 3 triệu. Bà con đầu tư các gói cao hơn thì sẽ có các định mức thu mua bao tiêu, số cân dế trên một tháng cao hơn. Khi bà con mua giống, trang trại sẽ có đầy đủ hướng dẫn kỹ thuật nuôi in sẵn, có đầy đủ cam kết của các nước thu mua và sẽ ký hợp đồng cho bà con để bà con yên tâm chăn nuôi. Nếu bà con đầu tư vốn ban đầu ở mức thấp, khi nào bà con muốn đầu tư thêm các gói lớn hơn thì trang trại sẽ cộng vào mức cũ để nâng gói bán cho bà con. Thì số cân dế thương phẩm bán ra của bà con cũng được tăng lên. Dế thì không bị sợ bị phá sản hoặc là mất giống, bởi vì mỗi con dế nó đẻ ra rất là nhiều, bà con chia làm nhiều chủng dế nuôi thì không có dịch bệnh. Nếu bà con tuân thủ đúng kỹ thuật chăn nuôi thì nuôi dế rất nhanh và dễ. Có các kênh YouTube trang trại Thanh Xuân kênh 1, trang trại Thanh Xuân kênh 2, trang trại Thanh Xuân kênh 3, trang trại Thanh Xuân kênh 4 và trang trại Thanh Xuân kênh 5. Bà con đăng ký để được xem hàng vài nghìn video của trang trại.